Xin chào toàn thể anh em thợ máy. Chúc anh em một buổi tối sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình người thân. Anh em ăn cơm chưa? Anh em nào chưa ăn cơm thì tôi chúc toàn thể anh em thợ máy vừa ăn vừa xem. Tối hôm nay sẽ là 5 tờ lịch. Tuấn sẽ hết khả năng diễn và nói cho anh em hết tất cả 5 hạng mục và cuộc sống ở thời buổi hiện tại là 4.0. Và tất cả cuộc sống này chuẩn bị nó y xì một con dao hai lưỡi, như một con dao lam cực bén, để đưa anh em vào tất cả một cái lồng để bẫy sập anh em. Tí nữa tiếp tục cho anh em xem thêm một thiết bị nữa mới mua ở một cửa hàng nào đấy, trong vòng 3 tuần không biết sử dụng lại bán lại cho Đi Tuấn. Thì tất cả máy móc anh em không biết sử dụng, vui lòng cứ muốn đổi trác, Đi Tuấn sẽ free hết cho anh em trong khóa học. Một, thì hy vọng đêm nay tất cả anh em thợ máy của chúng ta chia sẻ, bởi vì đêm cuối Tuấn chia sẻ và hẹn anh em khoảng 15 ngày sau nữa. Hẹn anh em tới 17 ngày sau thì Tuấn mới live stream trực tiếp vào ban tối trở lại. Bởi vì hôm nay sẽ là ngày 18, mai 19. Và tất cả anh em nào đăng ký khóa học online vào ngày 20 tháng 5, rất mong anh em tí nữa mở tất cả Facebook để Đình Tuấn đưa vào trong nhóm. Nếu không kịp thì sẽ là ngày mai 19 tháng 5 để 20 tháng 5 chúng ta học. Còn tất cả vừa rồi thì anh em nào đăng ký khóa học trực tiếp tại cửa hàng, anh em vui lòng di chuyển ở xa vào Đình Tuấn. Và anh em ở chậm, Tuấn chỉ dạy vài người thôi. Một hạng mục đầu tiên hôm nay là nước rửa xe không chạm. Thế nào là không chạm và rửa xe không chạm? Một, anh em xem qua cái đó. Hai là một cửa hàng bán bánh mì, bây giờ sẽ không nói rửa xe ở vấn đề thứ hai không rửa xe, mà một cửa hàng bán bánh mì ở đây là khu vực chợ, ở đây là cửa hàng làm ăn cực tốt, và kế tiếp sẽ ghi ở đây. Ba, công ty máy chẩn đoán Motosiken Smartool MST100B kết quả bán hàng sản phẩm đặt dấu hỏi. Tối nay bung lụa hết cho anh em, nhưng anh em phải nhấn like chia sẻ để 5 tờ lịch này diễn cực tốt và đạt đêm nay. 4. Công ty tìm đối tác. Rồi, ra này hết mực. Công ty tìm đối tác. Đối tác tìm sản phẩm. Rồi, chứ không phải là đi tìm công ty nữa. Đúng không? Cái này nó phải ngược lại. Công ty tìm đối tác. Đối tác tìm sản phẩm. Kết quả. Số 5, anh em đừng để đồng tiền rơi. Cuộc sống kết quả chỉ vì hai chữ đồng tiền. Ok. Chia sẻ bung lụa hết đêm nay để một người như Đình Tuấn được diễn cho anh em một đêm hoàn hảo, chất lượng đạt tới 95%. Cảm ơn anh em thợ máy. Rồi. Tuấn xin phép quay mặt lại, xin chào toàn thể anh em, chưa tắm rửa luôn. Rồi, ok. Thì rất mong anh em thông cảm nhé, đêm nay. Và chúng ta tạm thời chia tay tới 17 đêm. Bởi vì Tuấn phải dạy rồi. 20 Tuấn phải dạy cho anh em hàng đêm. Và lúc 19h30 cho tới 22h. Mong và hy vọng giúp được gì anh em ở trên cái nhóm học online trực tuyến. Mong rằng anh em chịu khó tiếp thu tốt, tư duy tốt nó vào đây. Thì đêm nay Tuấn xả láng cho anh em để bộ máy công suất của nó như thế nào. Thì hiện tại thì những cái sản phẩm và hiện tại
giới anh em mình sửa xe, đúng không? Bởi vì bây giờ chia bè chia nhóm hết rồi, mặt ông nào ông ấy chạy thôi, thì đêm nay sẽ có hết ý tưởng cho anh em. Mong và hy vọng những anh em nào tay nghề yếu và đặc biệt đồng tiền ít và đặc biệt cuộc sống khó khăn, anh em phải nhất định coi cho kỹ, đừng để đồng tiền rơi, đừng để đồng tiền rớt, đừng đánh đề, đừng đánh số, để cho cuộc sống mình tốt đẹp và ấm no hơn. Mặt like lên ạ. Rồi, và đồng thời chia sẻ luôn cho anh em, nếu yếu tố không tốt, các bạn đi học hết cả Việt Nam này thì nó cũng chỉ là hư vô. Không phải học nhiều mà thành tài đâu. Không phải ôm trên tay 4 cái bằng đại học chưa chắc đã thành tài đâu. Đừng có nghĩ rằng mình học cao, hiểu rộng mà đã thành tài. Đừng chê thằng dốt, nó lại lắm tiền. Bởi vì tư duy to tốt, nó kiếm được đồng tiền nhiều, thì đương nhiên nó bằng thằng tài thế thôi. Hy vọng 5 yếu tố, 5 hạng mục là 5 ngón tay mang lại hiệu quả thành công, may mắn đêm nay. Chỉ chia sẻ thôi, chia sẻ những cái gì mà Đình Tuấn nó bò lết miền Nam, miền Bắc, tiếp tục bây giờ nó đang định cư ở miền Trung 10 năm. Mong rằng chia sẻ hết, anh em nào cảm thấy hay thì comment, chứ ở đây không có vấn đề dạy đời ai. Bởi vì Đình Tuấn ở đây nó nhích cái tuổi 30 giữa gần cái tuổi 40 thôi, không dám dạy đời ai. Rất mong anh em xem like, chúng ta thông cảm cho. Và tối nay chúng ta phải lịch sự nhất khi chúng ta đặt cái comment. Đừng vào trong này comment lung tung, nói là cái từ xấu nhất là sủa. Phải tìm chỗ để chúng ta sủa, bởi vì đêm nay chỉ là đêm chia sẻ hết khả năng của công suất Đình Tuấn. Ở phía trước cam của anh em tất cả là những thiết bị máy ở trên thị trường và tất cả những cộng cáp. Cái gì cũng có, máy tính cũng có, thứ gì cũng có, còn phía đằng sau là ở xe. Rất mong anh em thông cảm, đêm nay Tuấn không thể nào chia sẻ ban bận được, bởi vì thời gian không cho phép. Cái này Tuấn sẽ có 5 hạng mục, chia ra một hạng mục kéo dài khoảng clip video khoảng 15 cho 20 phút ở một trang giấy trắng. 1, 2, 3, 4 và cuối cùng kết thúc là 5 hạng mục. Chúng ta chia sẻ mạnh lên đủ 100 like, Tuấn bắt đầu. 100 người trở lên ạ. 100 người trở lên thì đương nhiên từng trang giấy một sẽ được mở và đồng thời nó kết thúc như thế nào. Đến tiền thì Tuấn không có tiền, anh Thanh Nguyễn ơi, không có tiền là bao. Ở đây Tuấn không nói là Tuấn có tiền, chỉ muốn mong rằng mình đừng để đồng tiền rơi, đồng tiền rớt. Và đặc biệt tư duy của anh em nhất định phải nghiên cứu. Ở đây, tư duy không tốt thì chúng ta học tràn lan tí tắc ở vấn đề tí nữa chia sẻ tiếp. Bây giờ nó có hạng mục mà rửa xe không chạm. Và giới showbiz bữa nay lại tiếp tục có anh Khánh Dâu, anh ấy comment là sửa xe không chạm. Rồi anh cũng mới đi tu nghiệp, mới xuống núi 45 ngày. 60 người trở lên được không ạ? Chỉ mỗi người chia sẻ khoảng 2-3 nhóm thôi, Tuấn sẽ phụ và đồng thời chúng ta cùng nhau nhấn like, chia sẻ để cho clip video này nó được hoàn hảo và đông hơn. Rồi, ok. Chúng ta chỉ cần vào Facebook, anh em nào không theo dõi được, chúng ta chỉ cần bấm theo dõi và đồng thời nhấn cho 1-2 like, chia sẻ. Cảm ơn. Rồi, chúng ta sẽ mở full link cho nó nhỏ lại. Tuấn sẽ chia sẻ khoảng 3 nhóm chẳng hạn như vậy. Rồi, cái hội Bình Dương này thì no shit, bởi vì không khoái. Khoái mấy cái hội này chia sẻ cho anh em. 4 hội, 5 hội đi. Đúng không ạ? Sinh lão bệnh tử, bởi vì 4 hội nó sẽ là tử, phải là sẽ là sinh và lão. 2 hội nữa đi. Rồi, hội nữa. Đúng không ạ? Nó phải là sinh lão bệnh tử, sinh và lão. Rồi, 6 hội hoàn toàn kết thúc. Xin mời tất cả anh em còn lại chia sẻ dùng. Cảm ơn. Đầu tiên mà rửa xe không chạm là cái nước rửa xe.
Bữa nay ở đâu vậy, người ta quảng cáo là cái nước rửa xe này không chạm. Không chạm có nghĩa là sao? 1 lít nước hóa chất này đồng thời pha với 40 lít nước lạnh. Được chưa? 1 lít sẽ pha với 40 lít, quấy đều ở trong cái thùng thùng inox và đồng thời bỏ hơi vào tạo áp lực xịt trên con xe. Đó là rửa xe không chạm, chúng ta chỉ cần cầm cái vòi chúng ta xịt cái nước rửa xe không chạm tạo bọt lên xe. Và nhiều cửa hàng thì người ta ngâm khoảng 5 phút xịt lên. Người ta đi ra đi vào cái rồi người ta lấy cái vòi rửa xe, người ta xịt luôn. Xịt luôn. Và đồng thời người ta dắt ra, người ta lấy cái súng hơi, người ta xịt khô hay là ướt ướt người ta giao xe. Nhưng thưa anh em, chẳng qua ở thành phố lớn rửa xe đi qua thôi, còn không bao giờ sạch. Thế nào là nước rửa xe không chạm? Không chạm đôi tay này vào thì đố các bạn thành công và sạch. Đó. Anh em hiểu tố không? Nên đừng có quảng cáo là nước rửa xe không chạm. Không chạm thì làm sao mà sạch? Tuấn cam đoan luôn. Tuấn cam đoan bởi vì Tuấn thấy cái nước này ở Hà Nội rất nhiều và rất nhiều người bảo khoái chí nước rửa xe không chạm. Là không chạm vô xe đấy, đứng ngoài xịt này. Xịt 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 xịt. Và đồng thời xịt nước ở cái vòi tạo áp lực mạnh và ra ngồi lấy cái khăn khô và lấy cái vòi xuống hơi xịt. Nhưng dầu mỡ bắn xe ở bên dưới nó còn rất dơ. Chẳng qua anh em chiến lược rửa xe khuyến mãi khi thay dầu. Đợi, ok. Nhưng cách đây khoảng hơn 10 năm về trước, năm 2000 mấy, Tuấn có ở Sài Gòn. Tuấn ở quận Bình Thạnh rất lâu. Và Tuấn rửa xe ở đường Phan Văn Trị. Cái thời đấy rửa xe số 7.000 một chiếc. 7.000. Chủ ăn 4.000 rưỡi. Người rửa như Đình Tuấn hưởng 2.500 đồng trên một lạp phiếu xe. Ngày Tuấn rửa xe, cái dạo đấy Tuấn lại học ở cái trung tâm dạy nghề quận Bình Thạnh. Sát ở đấy luôn, đi bộ. Mà muốn rửa xe được ở đất Sài Gòn và muốn có khách và làm sao khách hàng nó đưa tờ 7.000 tiền rửa xe nhưng họ đưa luôn là 10.000. Rồi ở đây là không có tiền lẻ có. Muốn khách hàng đưa được 10.000 này không thối lại thì người rửa xe phải biết cắt rửa. Cái thời đó 2000 mấy ở Sài Gòn đi lăng SH mới có thôi, còn những cái xe thông thường ở đây chưa sản xuất. Và Novo và những dòng Honda, Bay, A còng, đi lăng SH, rồi F Pro. Xe ga thì thời đấy sửa rửa được 9.000. Người rửa một lá phiếu được 3.000 rưỡi. Đó, một lá phiếu được 3.000 rưỡi. Nhưng rửa một con xe ở đất Sài Gòn nó khác với hoàn toàn hiện tại. Bây giờ là rửa xe không chạm. Nó không thèm free. Nhưng vào cửa hàng rửa xe là phải sạch. Trước khi muốn rửa con xe người ta, anh em phải giặt cái miếng rẻ sạch đi. Bởi vì sao? Rửa xe trước mà không giặt bởi vì nó dính cát. Anh em chà lên đồ nhựa người ta, nó sẽ có bị vướng vết xước. Đó là một người thợ phải có kinh nghiệm rửa xe. Thì khách hàng người ta sẽ ngồi ở phòng chờ và người ta sẽ nhìn mình rửa một con xe. À, thằng này kỹ, có giặt rẻ lau. Xong đổ hết bỏ cái nước thừa ở trong một cái xô đi. Đổ nước mới vào nhưng phải trong và đồng thời cho xà bông vào. Lấy cái vòi xịt để tạo bọt, áp lực cho bọt nó lên. Và đầu tiên là cái gì? Chúng ta phải rửa cặp gương và dàn nhựa trước. Đây, dàn nhựa trước. Đó, rửa hết dàn nhựa xong, chúng ta không muốn bị nó mốc thì chúng ta phải lấy cái can nước to. Chúng ta xối hết lên. Xối hết lên để cho xà bông ở trên cái gương và đồng thời trên nhựa xe nó phải được sạch. Đó là bước đầu tiên. Bởi vì sao? Người ta là phải rửa như vậy, không nó xước nhựa người ta. Xong kế tiếp anh em mới di chuyển xuống bánh xe, lốc và đồng thời các loại bánh ở phía dưới. Còn bây giờ rửa xe không chạm hay là có chạm bây giờ vô các anh rửa tá lả tì tung chơi cả bánh trước. Rồi các anh lại chơi lên cả dàn nhựa ở chơi lên cả mặt đèn đồng hồ tắp lô, nó sẽ tạo cái đường xước khi rửa xe khác.
chúng ta không giặt thì đương nhiên nó sẽ tạo vết xước, khách hàng không khoái. Nhưng cái thời rửa xe ngày đấy có 2.500, tại sao một ngày rửa được 40 con xe, có 100.000 và tiền bo khoảng 100-200 nữa. Rồi, và làm sao để cho khách hàng lần sau ở đó, cửa hàng đó có 5 người rửa xe nhưng người ta thích, người ta vẫn chọn mình, bởi vì mình kỹ. Và người ta rửa và người ta bo cho mình, muốn được bo thì người ta phải kiểm tra là lấy cái tay này người ta móc ở trong cái bụng, ở trong cái bánh xe, ở trong đấy coi còn đất không. Đến nỗi mà ở trong khu vực Sài Gòn ngày xưa người ta ký tới mức độ như vậy, ở đâu cũng vậy, như Bình Định. Ở tại sao Bình Định này rửa xe 25-30 ngàn một chiếc? Đấy, nó đắt. Nó khác với ở ngoài anh em sửa xe hoặc là chiến lược kinh doanh rửa xe không chạm, hay là nhiều anh em đầu tư cái máy mà tự rửa xe 200 triệu gì đấy, làm sao mà sạc được. Đình Tuấn đây ngày xưa cũng mua một cái máy rửa chén bằng Nhật nội địa, điện 110. Nó rửa xong nó hấp khô rang. Máy rửa xe thì bây giờ cũng có máy rửa chén bát, tự trong đấy nó làm quậy quạt xịt, nó chỉ có cái vò xịt nước như này thôi. Nó không như anh em mình ngày rửa tay, chúng ta phải lấy cái rẻ chúng ta quét cái chén hoặc cái bát. Ở đây là nó lấy cái vòi xịt, tạo áp lực xịt, và đồng thời xả nước, và đồng thời tiếp tục, và đồng thời cuối cùng là nó hấp khô. Cái chén ra ngoài khô căng đét, một lần rửa khoảng 45 phút cho tới 1 tiếng. Đấy. Nhưng đảm bảo sẽ không ở chất lượng bằng bàn tay con người dính vào. Bao nhiêu người đồng tình cùng tôi, khi rửa xe không chạm có sạt không? Nên đừng có nói từ đấy. Kế tiếp, một bước đầu tiên cho anh em hôm nay, bước số 1, nó sẽ là rửa xe không chạm. Rồi, cái bước thứ 2 quan trọng có mũi tên ở bên dưới gọi là sửa xe không chạm. Rồi, thì tôi xin phép tất cả anh em cho tôi một cái comment sửa xe không chạm. Thế nào là không chạm? Xin phép anh em cho Đình Tuấn vài cái comment. Cái này thì Đình Tuấn đã hướng dẫn rồi. Nước rửa xe không chạm. Bây giờ sửa xe không chạm, anh em sửa cách nào ạ? Hay là chúng ta dùng cái gì để không chạm? Rồi thì Tuấn mời tất cả anh em, những anh em nào giỏi, chúng ta có tư duy, chúng ta được học tốt, chúng ta vào comment sửa xe không chạm, comment giùm ạ. Rồi, anh em comment. Rồi, và anh em có thể mời luôn anh Khánh Dâu vào trong này luôn, Tuấn có hỏi luôn. Và đồng thời để anh giải thích câu hỏi có dấu chấm, dấu hỏi, hỏi. Rồi, xin phép anh em cứ mạnh dạn comment ạ. Nhanh lên để thời gian đừng để nó trôi đi mất, bởi vì Tuấn chỉ có thời lượng khoảng 1 giờ 20 phút thôi. Bây giờ nó trôi đi mất 17 phút rồi. Rồi, Tuấn rất mong những cái comment của anh em ở trên điện thoại của mình, chúng ta viết comment thế nào là sửa xe không chạm, đặt dấu hỏi ơi. Anh em mạnh dạn lên, cho xin cái comment. Tất cả chúng ta là con người, tất cả chúng ta là thợ sửa xe hết, thì anh em vào trong này comment giùm. Đâu ạ? Các bạn comment giùm Tuấn ạ. Rồi, nhờ các bạn tăng dùm anh Khánh Dâu vào trong này luôn ạ. Có thể hỏi và chúng ta anh ấy sẽ giải mã ra được. Bởi vì anh đi học, anh bảo sửa xe không chạm thì anh có thể giải mã. Chào anh, em chưa bao giờ. Rồi, những ý tưởng của anh em có sửa xe không chạm vào comment dùm. Mô tô Quang Thế. Xin những cái comment của anh em để thì Tuấn giải quyết vấn đề này cho nó nhanh luôn ạ. Không chạm thì làm sao phê được. Rồi. Tôi xin phép lại quay lại camera nói chuyện tiếp. Rồi, bây giờ nhiều anh em bảo sửa xe không chạm, thì anh em cầm cái máy hả? Cầm cái máy để bắt ra cái bận này hả? Ai bảo cầm cái máy bắt ra được cái bận phun xăng điện tử bị cái gì? Không bao giờ. Việt Nam này chưa bao giờ người nào làm được điều này luôn. Đó là không chạm, đúng không? Đúng. Cầm bất kỳ một cái máy nào trên thị trường này sản xuất, nó bắt ra được cái bận nghiệt ngã, đó là rửa xe không chạm ở phía dưới trên kia rồi. Bữa nay tiếp tục là sửa xe không chạm. Không chạm thì có lẽ mới ăn bắt được bận thì mới ăn bảo lính các anh sửa. Đó là tư duy tốt, đó là cái cách không chạm. Nhưng
được mấy bạn bạn trên cái dòng xe Fusion điện tử để cầm cái máy này ra bắt, đó là dùng cái từ sửa xe không chạm. Nó đơn giản mà chúng ta bảo nước rửa xe không chạm là cầm cái vòi xịt. Để Tín Tuấn giải thích nhá, đó là không chạm, bởi vì không chạm tay vào xe nhưng xe vẫn sạch. No đi, no xịt, làm gì có. Anh có chắc là sửa xe mượn thợ về nhà sửa nên anh ấy không chạm đó? Ok rồi, được rồi, sẽ giải thích cho Hoàng Hiếu Dinh luôn. Thì cầm cái máy này bắt ra bận đúng không? Có nhiều bận nó dễ, còn nhiều cái xe đấy máy bắt không ra bận thì sao? Không ra bận, thằng kia chỉ là thằng thợ thôi mà, thằng lính của mình thôi, mẹ nó bắt không ra bận thì bây giờ bảo nó làm à? Nó làm bằng cách nào? Sao không tiếp tục phải chui tay vào? Nó còn hành cho vỡ mồm. Thế là sửa xe cuối cùng lại chạm. Đó là Đình Tuấn giải thích cho anh em. Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn cái gì đấy? Nhờ Hà Dũng comment giùm anh. Không phải là anh em ấy đi học được tí về nhà anh em bảo cái máy này nó bắt ra bận. Bao nhiêu người đồng tình với Đình Tuấn là những cái thiết bị ở máy Việt Nam này nó bắt ra bận. Đó. Cái máy này nó bằng cái này không? Cái này sản xuất ra cái máy này thì không thể nào cái máy nó hơn cái này được, đúng không? Anh em đồng tình không? Thà cái máy này nó điều khiển được cái đầu Đình Tuấn để nói đêm nay thì chứng tỏ những cái máy ở thị trường nó giỏi. Nhưng thật sự cái đầu Đình Tuấn nó điều khiển cái máy này thì cái máy chỉ là nô dịch. Nên hôm nay Tuấn giải mã cho anh em nhanh thế thôi. Nước rửa xe không chạm, sửa xe không chạm, nổ xịt, hư vô, hư ảo. Nó chỉ là nổ pantalon ở trên Việt Nam này. Được không? Ok. Bước đầu tiên số 1 kết thúc. Rồi, anh em nào nhân tài vào cứ comment, Tuấn sẽ trả lời hết. Còn hôm nay Tuấn chỉ có chừng đó thôi. Bởi vì số 1 nó trôi qua tận 23 phút. Không thể nào nói sâu hơn nữa. Rất mong anh em đồng tình thông cảm. Ok, Hoàng Hiếu Dinh, thank you. Ở đây mình là biết chia sẻ thôi. Mình nhìn được cái gì người ta làm, mình cảm thấy nó đưa vào đây được. Ánh mắt mình quan sát được người ta làm, mình hiểu được, mình chia sẻ. Chứ ở đây là không có dạy đời. Ở đây anh em nào nghĩ có một cái tôi mà Đình Tuấn hôm nay live stream dạy đời các bạn thì vui lòng anh em lướt qua. Cảm ơn. Khi mà Đình Tuấn live stream thì hầu như nó phải là đúng, chẳng có ngại. Rồi, cảm ơn anh em đồng tình nói đúng comment để qua bài. Ok không ạ? Ok thì tay đưa lên để qua bài. Rồi, tí nữa sẽ cho anh em xem tiếp tục một hình ảnh. Cái máy mà anh ấy bị trên mạng, anh tin tưởng anh mua, về nhà không biết xài, tiền lại vứt. Câu chuyện lại tiền lại rơi ở cái cuối cùng. Bởi vì tiền là quan trọng nhất nên nó nằm ở cái hạng mục số 5. Thank you. Số 2. Tại sao hôm nay Tuấn lại làm cái nghề sửa xe này? Anh em mình cũng đang theo dõi sửa xe này mà tại sao lại comment ở đây? Số 2. Số 2 ở đây là một cửa hàng bánh mì. Ở đây là cửa hàng bánh mì gặt gặt này, anh em dễ hiểu. Ở đây là khu vực chợ. Rồi, cổng A, cổng B. Đúng không ạ? Cổng A và B. Rồi, chợ có hai mặt. Rồi, cổng B. Rồi, CB là cổng B. Anh em nghe rõ vấn đề này chia sẻ tại sao lại là bánh mì. Nói ngay ở Bình Định luôn, không nói ở đâu xa. Không áp đặt vào sửa xe nữa. Thì thời gian cách đây khoảng một năm, có một cửa hàng bán bánh mì, tất cả bánh mì. Mì ngọt, mì mặn, mì gì đấy. Rồi, ok. Ở đây là cổng chợ ở Bình Định, một cái khu sầm quất. Rồi, ở đây sẽ là cổng A. Cái chuỗi cửa hàng này thuê mặt bằng nhỏ ở đây, đúng không ạ? Làm ăn cực tốt, bánh mì rất đông, mì rất đông.
Nhưng tại sao cái cửa hàng này người ta vẫn tồn tại, nhưng tiền người ta thu vào thì lại giảm đi, tiền sẽ giảm đi. Đúng không ạ? Tiền sẽ giảm. Tiền giảm đi. Ok, tiền sẽ giảm. Bởi vì các bạn làm ăn được thì chẳng ai để các bạn tồn tại mãi ở chỗ này đâu. Người ta sẽ nghĩ cách, và đầu tiên sẽ là một người thợ bán bánh mì ở đây, người thợ ở trong này luôn. Đó là quy luật của cuộc sống, cần phải có sinh tồn, được không? Rồi, ở đây nó đang vướng có mấy cái máy này, Tuấn kê cho anh em đọc cho dễ, đúng không? Thợ ở đây, thợ ở đây, thợ chính cho cái cửa hàng này luôn. Nhưng tại sao một người thợ này không làm cho cái cửa hàng bánh mì này suốt hết cả cuộc đời khi đến chết? Tại sao? Tại sao? Chúng ta áp dụng vào cửa hàng của anh em luôn nhá. Tuấn không muốn nói là một cái cửa hàng sửa xe, mà thì Tuấn sẽ nói bằng cửa hàng bánh mì. Chúng ta tư duy và áp dụng cho cửa hàng mình. Xin chào em trai sửa xe Hưng Phát. Xong cái live stream này em trai gọi cho anh nhá. Rồi, tại sao một người thợ bánh mì không làm mãi mãi ở trong này? Bởi vì nếu làm mãi mãi ở đây thì cuộc sống người ta sẽ không đi lên được, không có tiền nhiều, đúng không? Mà nếu đi làm ở đây mà một ông chủ trả mức lương bình thường thì người này sẽ không bao giờ lo cuộc sống khá giả cho vợ con. Còn nếu anh thợ này vẫn làm cho chủ cửa hàng bánh mì này, anh ấy đưa một số tiền rất lớn lên, thì ông chủ cửa hàng này sẽ không bao giờ gắn nổi. Đó là quy luật trong cuộc sống. Quy luật ở trong cuộc sống. Đúng không? Anh thợ này tay nghề rất tốt ở làm trong cửa hàng này. Cửa hàng này có 4 đến 5 người nhân viên làm bánh mì mà. Người ta đúc ra bánh mì luôn. Đấy, bột, nhạo và đồng thời ra bánh mì, ra sản phẩm. Và nhân viên sẽ bán mì thịt đủ các loại bánh mì, vân vân. Cửa hàng bán bánh mì, vân vân. Chữ này chữ làm xiết lại cho anh em tí, do mất công lại ghi dấu anh em lại không hiểu. Làm ăn, mất công là lờ, á là ăn, nó mệt. Thì đến rồi, thì cửa hàng này rất đông, thì anh này cũng anh phải thử sức. Cuộc sống này phải có cái thử sức. Bởi vì anh này, anh bảo tay nghề anh ok, và bây giờ anh có số vốn, anh ấy muốn ra mở riêng. Ok, anh sẽ mở ngay ở cái cửa B. Đấy, anh này sẽ mở ở cửa B. Bánh mì, đúng không? Rồi, anh này sẽ mở ở đây. Ok. Thì đương nhiên, cái cửa hàng đầu tiên nó sẽ là cổng A, và anh ấy không dám mở ở đây, nó sẽ là cổng B. Thì đương nhiên nó sẽ chia ra, bởi vì anh này hồi giờ làm ăn ở đây, khách hàng quen, bởi vì anh ấy nấu tốt. Nhưng anh ấy ra, anh ấy mướn mặt bằng, nhưng anh ấy thành công. Và vừa rồi tôi gặp anh đấy, anh bảo số tiền anh kiếm nó hơi bị mệt một tí, đúng không ạ? Phải suy nghĩ nhiều, nhức đầu nhức óc. Nhưng số tiền nó gấp 5 lần làm cho ở cái lò bánh mì, đúng không ạ? Rồi đi ngược lại, gấp 5 lần lương đấy. Đấy, tiền. Thì chứng tỏ anh này anh ấy ra được, trời phú cho anh ấy may mắn. Nhưng đặc biệt cái ông chủ cửa hàng bánh mì này không bao giờ được oán than và chất móc. Bởi vì số tiền ông chủ cửa hàng bánh mì này trả cho anh này nó sẽ không đủ để mang kinh tế anh ấy đi lên được. Nên anh quyết tâm ra mở cửa hàng riêng, và số tiền anh ấy lên gấp 5 lần tiền lương. Thế và vừa rồi anh ấy cứ lên, lên. Thì đương nhiên ở đây sẽ là thầy trò, đúng không ạ? Chủ và đầy tớ ra mở cửa tiệm. Nhưng hai người này làm ăn vẫn lên, nhưng cuộc sống ấy, hai người này chưa chắc đã ở yên. Kế tiếp vừa rồi ở Bình Định này luôn, nó xỉa ngay ở đây một cái cửa hàng nữa, người khác, người mới. Đấy, đến mở nha. Rồi,
nó sẽ làm ngay ở chặng cung này, tiếp tục lại làm cái lò bánh mì nữa. Rồi nó sẽ chia ra kế tiếp vừa rồi ở Bình Định này, tiếp tục ngày mai các bạn thích Tuấn sẽ chụp ảnh, nó sẽ xỉa thêm một phát nữa ở cái góc chợ này luôn, là tiệm thứ tư, đúng không ạ? 4 tiệm bánh mì đấy. Rồi sẽ chung quanh khu chợ này tất cả là bánh mì. Ok, còn việc sau này ai thất bại thì tính tiếp, nhưng trước mắt cái ông này đi trước, ông ấy kiếm được rồi. Kiếm tốt. Bây giờ ông có thể tèn tèn lâu thì không được, bởi vì mặt bằng ở đây rất chát đó. Tuy ngày xưa các anh kiếm tốt nhưng hiện tại mặt bằng rất cao và anh em phải trả tiền nhân viên, nhưng cái lượng bắn đi nó sẽ hao hụt. Tiếp tục ăn này lại phải suy nghĩ. Tiếp tục ông này mở ở ngay ở Bình Định đây, hiện tại đi vòng vòng ở đây 4 cái tiệm bánh mì. Bởi vì không cái gì mà các bạn làm ăn được mãi mãi cả, nên vấn đề Tuấn chia sẻ ở đây đó là có thể chúng ta tư duy và đúc kết ra một anh em thợ làm cho các bạn, đúng không? Hoặc bất kỳ một thiết bị máy nào ở trên thị trường thì đơn giản nó cũng giống như cái lò bánh mì này thôi. Không bao giờ cảm thấy ông bán ok sản phẩm của ông là hot nhất, không bao giờ để các ông đứng yên. Tôi phải nghiên cứu tập đoàn tư duy để tôi sản xuất sản phẩm máy. Và một người thợ cũng vậy. Anh em đừng có chất oán, tao nuôi mày 7 đến 10 năm mà mày bỏ tao đi để mày mở cửa hàng trước mặt của tao, đó là chuyện bình thường. Cuộc sống này bình thường, đúng không? Đấy, bình thường. Bởi vì anh này anh có tư duy tốt, ai dám làm. Anh ấy nhắm khả năng tay nghề của anh đấy ok, anh ấy thử cái vận may của anh đấy xem cuộc sống này có thay đổi không. Thất bại thì ông chủ vẫn không chịu, thành công thì ông chịu cũng có mất gì đâu. Nên cuộc sống này các bạn phải thử. Và đặc biệt những anh em dạy dỗ anh em trong cửa hàng, 5-10 năm lớn chim phải bay. Không thể nào một người thợ làm cho cửa hàng anh em, hoặc anh em nuôi dạy lên có tay nghề mà anh em cứ giữ khưng ở cửa hàng anh em được. Bởi vì mức lương anh em trả cho người ta có đủ không? Đó. Anh em phải có một cái lòng bao dung, đúng không? Thằng thợ mình giỏi, nó muốn mở tiệm riêng, nó có tư duy tốt thì cứ để cho nó đi lên. Nó thành công thì phải chúc mừng. Đừng có bảo mai mốt mày thành công mày nhờ công của tao. Nếu nó thất bại thì sao? Thất bại mới ông có giúp nó không? Đúng không nào? Nếu thằng này thất bại thì ông có giúp nó không? Nên đôi khi nó thành công một tí mà ông mở mồm, ông kể tè le hạt me, ông đưa lên cái hội nọ, hội kia. Ông bảo mẹ thằng này phải có tao thì hôm nay mới thành công. Lỡ may nó thất bại, lỡ may nó mượn ngân hàng 100 triệu, ông có trả cho nó không? Ok, làm gì ông dám trả cho nó được. Lúc đấy ông lại chất móc, ông lại nói ngược lại một câu: tao bảo mày làm cho tao mức lương 10 triệu đi, mày không nghe, te te đâu ra mày mở tiệm bây giờ bị âm mất 100 triệu. Cái kiểu gì cũng nói được. Mẹ, thành công thì cũng rủa nó, thất bại cũng rủa nó. Cuộc sống này đừng làm như vậy, đúng không ạ? Nó chỉ là chữ O thôi, chết đi chỉ là tay trắng. Ok, đó là hạng mục thứ hai. Hy vọng anh em áp đặt vào trong cái cửa hàng và thiết bị máy móc ở công nghệ ở Việt Nam này luôn. Hay cho xin một like. Hay cho xin một like để 2 phút nữa diễn tiếp. Được chưa? Đừng bao giờ đi sủa, đi nói xấu nhau. Hãy sống tốt. Hãy làm cho cửa hàng của mình tốt lại, đông khách đi. Để trả tiền mặt bằng đi, trả tiền cho nhân viên đi. Đừng có đấu đá chung quanh. Đúng không ạ? Chiến lược đi, tư duy đi, bán bánh mì hạ giá đi. Ok. Tiếp tục tí nữa chia sẻ nữa về thiết bị máy chẩn đoán.
ở trong cái máy chẩn đoán nó có cái gì ở trong đấy đâu mà anh em bảo khó khăn. Anh em nào bảo khai thác hết cái công suất của cái máy thì tí nữa để bồ luôn cho cả nhà cái máy nó có cái gì đâu, được không? Đặc biệt anh em đã được học rồi đấy. Như Đình Tuấn ngày xưa đấy, mà không được học nó mới gọi là khó, bây giờ nó dễ lắm anh em ơi. Rồi tiếp tục, cuộc sống này nó chỉ là cái từ gì, dìm nhau để chết. Trâu buộc thì ghét con trâu ngoài kia đang ăn cỏ, sực lên để phi, nhưng càng phi bao nhiêu thì cái gì, cái mũi càng đau, bởi vì nó giật. À, nó giật thì đương nhiên nó sẽ căng cái sợi dây thừng ra, thì đương nhiên nó sọ ở mũi thì đau. Hực lên, hừng hực lên, càng sung bao nhiêu thì đương nhiên cái lỗ mũi nó sẽ rách. Nếu mà cái trụ tốt và đồng thời dây thừng tốt. Được không? Tuyệt vời. Thế mà không đủ 100 like nhỉ, để chia sẻ cái món thứ ba. Thứ ba xong tiếp tục tới thứ tư xong tới thứ năm. Cái này là chia sẻ cho tất cả anh em thợ máy nha. Còn Tuấn biết chia sẻ cái này, nhiều người ghét, nhiều người tức, nhiều người ghét, đó là việc của người ta. Cứ miễn sao mình nhìn được thế giới này, thế gian này người ta làm cái gì, mình chia sẻ cái đó thôi, được không? Rồi, tuyệt vời. Honda mình nhất kế tiếp số 3, cái này mới phê này. Kết quả bán sản phẩm tay đâu, anh em khoái đọc ra một cái chữ này không ạ? Tiếp tục phê lắm. Hôm nay đêm cuối là Tuấn like đấy, đêm cuối. Tiếp tục số 3, trăm người không được nhỉ, hôm nay không vượt quá được 100 người à? Chia sẻ lên số 3, mà số 3 là số đẹp đấy. Tại sao lại chọn số 3? Bởi vì số 3 là số đẹp, số 3 là số đẹp nhất. Bởi vì ngoài Bắc của mình đang tiến lên hay kết ba bận, kết ba bận mà nhốt được 4 con heo, đúng không ạ? Nhốt được 10 mấy lá bài trên tay luôn là ăn luôn cả làng, đúng không ạ? Đó là kết ba bận, tuyệt vời. Ok, nữa đi. Tuấn hôm nay không lên kịch bản, nhưng không viết kịch bản, nhưng diễn xuất nó tốt lắm, anh em yên tâm, bởi vì nó có ý tưởng trong đầu rồi. Trung quan ở đây là không có giấy để mà nhìn, anh em yên tâm rồi, bởi vì thì Tuấn nó nói được, nó có cái hay, nó hay nói được, hơi bị khát nước ở đấy. Rồi, đầu tiên ở đây sẽ là Motosiken Smartoon MST, ngày xưa có hai thằng này đầu tiên. Rồi, ok. Rồi, MST, ai chà. Đây, sorry anh em nha. Rồi, trên này đi. Hello, đại gia gì đâu mà anh Trần Đại ơi. Có gì đâu mà hello, đại gia, anh em mình chia sẻ nhá. Đầu tiên ở trên Việt Nam sẽ là Moto S-Can MST 100B. Nó vòng ở đây thôi, vòng xa quá, vòng tới bán sản phẩm luôn. Nhìn qua camera nó mờ hết mắt. Rút đầu vào đây. Nhìn qua camera nó mệt lắm anh em ạ, nó hoa hết cả mắt, dạy anh em nên anh em hãy chịu khó. Rồi, ok. Rồi, ba sản phẩm hot nhất thị trường Việt Nam: Motosiken MST 100B
và sau này sẽ là SmartTouch, nhiều người gọi là SmartTouch. Và đầu tiên Tuấn gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới ba công ty Motosiken, rồi công ty Minphong MST và công ty Autoshop SmartTool. Thì Tuấn hồi giờ không có ý tưởng dạy học. Đầu tiên Tuấn sẽ là bán sản phẩm MST. Đấy, ngày xưa Tuấn bán MST. Đó. Thì vừa rồi Tuấn ký hợp đồng tháng 4 2020 với công ty DD Auto Việt Nam 1 năm. Và vừa rồi Tuấn đã kết thúc vào tháng 4 2021, vừa rồi, hai mấy tháng 4. À. Thì vừa rồi Tuấn ra Hà Nội dạy là vừa kết thúc hợp đồng. Thì hợp đồng trong vòng 1 năm, Tuấn cảm ơn công ty DD Auto Việt Nam. Và Tuấn ký hợp đồng với công ty DD Auto thì đương nhiên sẽ là bản quyền, bởi vì mình không bán được thiết bị khác. Còn là ngày xưa mới MST thì không cần phải ký. Và SmartTool giờ cũng không ký luôn. Có tiền thì mua và bán. Bán càng nhiều, công ty lại có lợi nhuận. Tí nữa sẽ kể sau. Vừa rồi Tuấn ký mới công ty DD Auto Việt Nam bản hợp đồng 1 năm, tương đương sẽ là 12 tháng. Và vừa rồi hết hợp đồng. Và đương nhiên Tuấn chỉ vừa rồi đã có chỉ có bán sản phẩm là SmartTool, không có MST, không có, chỉ có giới thiệu cho anh em rất nhiều những clip video sử dụng con Motosiken. Có rất nhiều anh em học được và có rất nhiều anh em học xong ngày mai quên chẳng hạn như vậy. Học đồng thời cái Facebook này nó live stream thì đương nhiên nó sẽ bị trôi đi, bởi vì Tuấn like quá nhiều và kể trong nhóm học, Tuấn đã chỉ anh em cái gì cần khai thác thì các bạn khai thác. Rồi, đó là vấn đề Tuấn hợp đồng với công ty DD Auto. Và trong hợp đồng thì đương nhiên Tuấn bị sơ ý một tí, dính kẹp con Smartoon, nên bị công ty DD Auto phạt thì Tuấn 2 triệu. Bởi vì tí ký hợp đồng là phải cọc 10 triệu Việt Nam đồng. Và Tuấn bị vô tình đăng con Smartoon lên ở trong cái bản hợp đồng nó còn. Thì đương nhiên công ty trừ thì Tuấn 2 triệu, làm thì phải chịu, đúng không? Bởi vì bán Yamaha thì không nên bán Honda. Rồi, công ty Yamaha SQM và Yamaha Suzuki không nói nhá, Suzuki nó bán chậm. Nó hot nhất là ngày xưa là SQM, Aliabet là nữ hoàng, và vừa rồi sẽ là Honda và Yamaha, ba hãng hot nhất ở thị trường. Suzuki chậm, ít, nó này ít người mua. Piaggio không nói đi, bởi vì Piaggio khó sửa quá, chúng ta bỏ qua. Thì Tuấn bị phạt 2 triệu. Thì vừa rồi hết hợp đồng. Thì đương nhiên sẽ lấy ra 8 triệu nhưng chưa được, bởi vì nó phải trong vòng khoảng bao nhiêu ngày, đúng không? Thì bây giờ Tuấn muốn mình là bán tất cả nếu cái gì chúng ta thích. Không có bắt buộc qua bất kỳ hợp đồng nào ràng buộc Đình Tuấn. Bởi vì cuộc đời của Đình Tuấn không muốn người ta ràng buộc mình. Đó, ok. Đình Tuấn chỉ muốn một ngựa và phi tới đích càng nhanh càng tốt. Nếu không tới đích thì thôi, không tới đích thì đương nhiên trời chưa cho. Và trong cái khi mà bán ấy, sản phẩm Motosiken, bất kỳ một thằng nào bán ở trên Việt Nam này, hay bất kỳ một người nào làm công việc nhà nước, hay bất kỳ một người thợ nào làm cho những chuỗi cửa hàng, đương tiên là gì? Phải lâu lâu phải lén lén lúc lúc một tí chứ. Không có ai hoàn hảo, không có ai gọi là trung thành, kể cả công ty sản xuất máy của những ông lớn ở đây, những anh em nhân viên, trừ khi là anh em trong nhà nó còn xén. Đơn giản thôi, có hai người mở chung một cửa hàng sửa xe, chỉ cần một thằng nó đi lấy đồ, thằng ở nhà sửa xe nó lén phát đút túi khoảng 50 ngàn, thì khách hàng đi làm đồ làm sao nó biết được? Không bao giờ biết. Phải ăn nhưng ăn ít, ăn lén, đó là quy luật ở cuộc sống này, đúng không? Kể cả công ty của Yamaha ở đây, ngày xưa bán Yamaha người ta vẫn bán của Honda, nhưng bán nhiều quá người ta đi, người ta biết cửa hàng này tại sao ông bán
Yamaha độc quyền cho tôi, tại sao lại nhét Honda? Ông này ông có tiền nhiều, ông ngứa ngáy, ông mua luôn lô đất bên cạnh, ông cho con vợ đứng tên bán chuyên Honda, ông bán Yamaha. Người ta có tiền mà. Đấy, bây giờ vợ ông đấy sẽ là tổng giám đốc một cái cửa hàng Honda, chồng Yamaha. Đấy, nhưng thật sự để mà vào cái công ty, vào một cái head Yamaha muốn mua Honda là có hết. Ông chồng muốn bảo em muốn mua Yamaha, Honda hả? Ok. Đấy. Đấy, đó là quy luật ở trong cuộc đời này. Bởi vì tất cả phải vì cuộc sống, đúng không? Bởi vì nó vì cuộc sống, vì đồng tiền hết. Còn nếu bây giờ cứ như vậy thì lấy gì mà sống, làm sao mà bằng thiên hạ được? Nên tại sao nó cứ lẹt tẻn lấp thấp ở bên dưới, đúng không? Bao nhiêu người đồng tình với tôi, có bao nhiêu người anh em đang quản lý những cửa hàng và những anh em thợ, đảm bảo bà nó thay lông nhớt mà chúng ta không kiểm tra được, không có kết toán, nó có nhét túi không? Nó phải có ăn, phải cho ăn, ăn có giới hạn thì nó mới trung thành với mình. Cứ bây giờ ép nó làm hục hả, tháng nó nhận 10 triệu hả, thì no shit. Nó sẽ trả vờ nghỉ trưa ăn cơm xong, nó sẽ đảo đi một vòng ở ngoài kia ngay. Nó bảo anh ơi, em tay nghề ok, bấm cái máy sửa button ok, motocam ok, MST100B ok, làm nồi ok, anh trả em 12 triệu không? Nó chỉ cần nói em đang nhận mức lương 10 triệu, anh trả em 12 không? Cái cửa hàng khác bảo 12 triệu, thì người nhân viên này ở cửa hàng về nhà người ta lịch sự, người ta bảo em bây giờ xin phép làm cho anh một tháng nữa. Đó là một người có tình có nghĩa, sẽ làm một tháng nữa. Còn cái thằng không có tình nghĩa, nó nghỉ ngay, không thanh toán lương cho nó, nó làm quá 10 ngày mẹ nó đập luôn. Đó là chuyện quy luật trong cuộc sống. Nếu thằng đấy nó thích nghỉ ngang bởi vì nó bị ép nhiều, còn một thằng được đối xử tốt bởi vì ông chủ, thì đương nhiên nó sẽ làm cho một tháng. Bởi vì bây giờ một tháng nó sẽ được 2 triệu, 10 tháng nó sẽ cộng thêm khoảng 20 triệu. Bây giờ nó cứ ghi hài hục bên này, nó lấy 20 triệu đâu? Ok, đó là giới và thì Tuấn làm ăn chấp nhận phải bị trừ 2 triệu. Cuộc sống mà chẳng có thằng nào mà ok cả đâu. Nó khác với Ronaldo, nó khác với Ronaldo ký hợp đồng bản quyền với Nike, nó khác, nó có lợi nhuận nhiều. Ok, đó là vấn đề chúng ta kinh doanh. Nên thì Tuấn bây giờ không muốn phụ thuộc bất kỳ một cái sản phẩm nào ở trên Việt Nam, được không ạ? Và tất cả công ty Motosiken, Smartoon, tôi nói nôm nôm đi, ở đây không có đùa cợt, và nói rất thẳng với tất cả công ty, là một cái chia sẻ để cho anh em thợ biết. Và Smartoon, chẳng có một công ty nào sản xuất máy ra mà công ty bán ăn được hết cả. Bởi vì công ty không có đủ khả năng để hỗ trợ hết khả năng cho anh em thợ. Được chưa? Rồi, đó là vấn đề. Thì công ty phải nhìn vào đối thủ, lại cạnh tranh mà, cạnh tranh. Nó như cái bánh mì lúc nãy nói đấy, ông này thì bảo máy ông này tệ, ông kia thì bảo máy ông này cũ. Đấy, công nghệ mà. Rồi, ai cũng che ai. Người ta có câu bảo mèo mèo gì, khôn mèo thì mèo dài đuôi gì đấy, Tuấn lại không nhớ câu đấy. Bởi vì tư duy nó không tốt, chẳng hạn như vậy. Công ty muốn bán được sản phẩm thì phải chọn người có khả năng để bán được sản phẩm, đúng không? Ở trên Việt Nam này, Tuấn nói thật luôn, tất cả anh em được mấy người bán sản phẩm như thì Tuấn, hoặc là những cái cửa hàng khác đại lý, đang nói đại lý nha. Còn cái công ty là không nói, công ty phải bỏ xỉ, bỏ lẻ cho đại lý, để đại lý cung cấp bán cho anh em, bởi vì nó là thương mại mà, nó là kinh doanh mà. Như thì Tuấn đây, bản lĩnh ở đây, hoặc là thì Tuấn đang kinh doanh ở con đường này, phải có thương mại. Thương mại thì đương nhiên phải có đấu đá, đấu đá thì đương nhiên phải gây ra xích mích, bởi vì nhiều lúc người ta không thích. Ok không? Bao nhiêu người đồng tình? Bây giờ một người không có tiếng tăm, có đại lý nào bảo bán cho ông 5 con máy không? Tiền tươi nha, đổ nợ được 1.000 nào luôn. Tôi bán, tôi ship cóp cho anh em trên mạng, nhiều lúc tôi bị bom hàng. Đó là chuyện bình thường trong cuộc sống. Nhiều người có thể thử tôi vẫn vui vẻ chịu tiền ship 2 đồng. Và nhiều người bảo em đen quá, tối nay em đánh con đề tụt mất ăn ạ.
em cầm tiền trong túi 9.8 mua con sở bắt tuôn trở về rồi chẳng hạn như vậy, không mở tour đi. Nhận được máy, ship bảo khách không nhận hàng, mình gọi lại máy cho khách, khách thì bảo anh ơi hôm qua em đen quá, lỡ tay uống vài chén vào, em đánh lô đề rớt mất, anh thông cảm, đó là chuyện bình thường. Nhưng người ta nói tế nhị như vậy, người ta bảo mình thông cảm vui vẻ rồi tuấn lại mất tiền ship đi về, nó mới gọi là thỏa đáng. Còn khi mà ship cop gọi không được, mình gọi không được, nó mới gọi là một cái tức sôi máu lên. Vậy bây giờ một người không có tiếng tăm, anh em dám bỏ tiền ra mua 5 cái máy này để bán không? Anh em dám bỏ ra 6-70 triệu mua máy bán không? 70-80 triệu không? Dám không? Không có đâu. Rồi. Không có. Mà anh em ôm máy anh em bán không được, anh em có trả lại được không? Và có công ty nào hỗ trợ cho anh em bán được một máy, trả tiền một máy không? Việt Nam này làm gì có. Thằng nào cũng chắc lắm. Bởi vì thằng nào nó cũng không bao giờ để đồng tiền để rơi. Được chưa? Đó. Không phải các bạn cứ bảo quen biết, bảo Tuấn ơi quen biết các bạn, Tuấn ơi Tuấn lấy máy này chắc được hỗ trợ nhiều lắm, được công ty nó cho gối đầu. Chẳng có thằng nào cho gối đầu đâu. Thân thiết lắm, anh em lắm thì cho một ngày, hai ngày chuyển khoản nhá. Nhắc nhẹ lần thứ ba không chuyển nhá. Phốt ngay. Đó là quy luật. Đấy, giao tiền trước, tài khoản nổ, ten ten. Nói từ là từ rung đít. Đít rung, cầm điện thoại này mở ra, tài khoản chạy vào chưa thì mới ship hàng. Đó là quy luật. Rồi. Và tại sao bán được tất cả sản phẩm này nó nhiều như hiện tại? Trong vòng một tháng vừa rồi Tuấn đi Hà Nội, tới về đây Tuấn bán trên 30 cái máy. Việt Nam Tuấn đảm bảo luôn, không có người nào đứng thứ một đâu. Trong vòng một tháng mà Tuấn bán Motorcycle, Spartoon và MST cũ, nó phải trên 30 con máy, gần 40 con máy trong vòng một tháng từ Hà Nội đổ về đây. Máy cũ, máy mới, sàng qua sàng lại. Thì anh em biết cỡ máy thì Tuấn bán cỡ thế nào. Tại sao lấy được cái lòng anh em để anh em tin tưởng? Nói rõ luôn, nói có tem luôn. Bởi vì Đình Tuấn ở đây ấy, mặt bằng nó thuê nó rẻ. Nếu nó thích nữa, nó mua đích cái mặt bằng này luôn thì không mất tiền thuê. Còn những ông chủ kia phải thuê mặt bằng, nhân viên trong tay, thời gian nó hỗ trợ anh em. Nên tại sao ít quý khuyến mãi? Đó là quy luật trong cuộc sống. Bởi vì người ta khuyến mãi như Đình Tuấn, nhóm học online này thì ai dạy? Tài liệu view up bơm hay là tá là ti tung? Thì người ta lấy tiền đâu? Người ta trả tiền công ty. Bởi vì thuê mặt bằng nó đâu có rẻ. Tại sao mấy ông sửa xe Hà Nội, tại sao không mua luôn cái cửa hàng đi mà thuê làm gì ở chung cư? Chung cư có một người có tiền và chung cư người không có tiền. Chung cư may lắm thì ở khoảng hơn 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ hoặc là 4 tỷ trả góp. Người ta có tiền, người ta mua luôn cái cửa hàng đấy, đỡ phải thuê một tháng 6-70 triệu. Đó, không phải là anh em cứ nghĩ rằng ông này ở chung cư sướng đâu. Không sướng tí nào đâu. Cái não nó đau lắm. Anh em phải đi thật nhiều, ánh mắt anh em phải nhìn cửa chỉ người ta làm như thế nào. Và cái mắt người ta nhăn thế nào, cái đầu người ta đau thế nào thì anh em mới hiểu. Đó. Còn thì Tuấn ở đây, Tuấn không hợp tác với bất kỳ một đối thủ nào, không có ăn chia. Ở trên mạng này có nhiều người thầy dạy ăn chia, bán máy ăn chia, rồi thuê mặt bằng tháng cao. Thì đương nhiên người ta lấy đâu mà bán có một cái giá ưu đãi cho anh em. Người ta bán cái máy nào chắc máy đấy, chắc máy đó luôn. Bởi vì quá cao thì ít bán được máy. Thằng Tuấn này nó khuyến mãi nhiều quá mà. Mua cả mô hình tặng nhóm học, hoặc là mua máy nhiều lúc khuyến mãi tặng mô hình. Được chưa? Bởi vì nó chẳng có nuôi ai cả, nó nuôi mỗi bản thân của nó. Và cái mặt bằng này rất rẻ, và thợ ở đây rất rẻ. Nó quá rẻ đi. Mà đặc biệt không ăn chia. Không phải bán được cái máy này 1 triệu. Ơi bạn ơi, hôm nay bán được con sở mắt tút lời 1 triệu, bạn 500, mình 500. Ở đây bán 1 triệu á, nó vô đây luôn chắc. Rồi 20 này dạy anh em nhóm học online. Đó là quy luật làm ăn. Đúng không ạ? Kinh doanh thì phải có lợi nhuận. Thời buổi này ai cũng kinh doanh. Đúng chưa? Còn nếu các bạn không có tiếng tăm ở trên mạng xã hội này, có ông nào dám đập 5 cái máy ở trong này anh em comment không? Nếu anh em mình không phải là bán máy. Rồi cái vụ mà live stream để chia sẻ ở đây, Tuấn tập dượt cho tất cả anh em thợ ở đây rất nhiều, nhưng người ta không nói được. Người ta bảo ngại. Mình bảo em có gì đâu ngại, em chịu khó vừa đi tắm vừa soi gương em nói.
Nó bảo em hát thì được, nhưng em nói với đông anh em đây nói không được. Ngoặn slow và nói không có xử lý được. Đó, yếu tố. Ở trên đời này nó không có cái gì dễ ăn đâu. Tất cả nó chỉ làm cái bẫy chuột. Ông này nói tốt thì để các bạn sập chuột. Xong kế tiếp Tuấn sẽ chỉ cho anh em cái máy. Cái máy nhiều anh em ấy, anh em bảo không biết sử dụng. Và đặc biệt nhiều anh em học được rồi. Được không? Cái máy này chẳng có cái gì ở trong mà ông sử dụng được. Hay là anh em khai thác hết để cho tổn thương cái não. Nhiều cái máy không cần phải khai thác hết bởi vì nó làm quá rườm rà. Anh em mình làm sao thợ sửa máy làm sao bắt được nhanh này, đếm được đồng tiền nhanh, làm tốt cho cửa hàng mình, làm sao có nhiều lượng khách tin tưởng mình. Đó là người thành công trong cuộc sống. Tôi không muốn nói sâu về những cái máy nào. Nếu mà buồn mà người ta chọc tức thì đảm bảo những cái máy này phải hết công suất để được những cái cuộc live stream. Nhưng hiện tại nó đang là no, nó bình đẳng, nó chơi ở hai thế giới bình đẳng, công ty và người bán hàng, Motosiken hoặc MST kế tiếp rồi Smartool. Nó sẽ là một tư nhân không hợp tác để bán tất cả sản phẩm. Thì anh em cần sản phẩm nào thì comment, Tuấn sẽ tư vấn. Được chưa? Thu mua tất cả máy cũ, đổi lên máy mới khi anh em có tiền. Hay cho xin một cái bình phẩm. Kế tiếp nó sẽ là bước thứ tư. Và cuối cùng nó sẽ là năm. Rồi kế tiếp, Tuấn chỉ có chia sẻ cho tất cả những nhà sản xuất máy. Máy nào trên thị trường vậy? Nó đang bị thiếu thì hy vọng công ty bổ sung thêm. Rồi, cũng nhiều lúc do công ty không làm cho nó ok, cũng chẳng hướng dẫn thợ nên thợ làm chết SU nhiều. Rồi, ví dụ như anh này hôm nay mua cặp máy Motosiken và Motobox 23 triệu chẳng hạn như vậy. Cái công ty này bớt cho 1 triệu còn 22 triệu. 3 tuần sau sáng nay gửi bán cho Đình Tuấn, kể cả máy nào cũng vậy, Smartool cũng vậy, MST cũng vậy, Motocan cũng vậy, bán lại cho Đình Tuấn. Mua hai máy 10 triệu nhưng bán chỉ có hơn 10 triệu. Đó là quy luật giống một cái iPhone. Một cái iPhone 3 mắt bây giờ vừa rồi mua cho con vợ 34 triệu. Nhưng bây giờ ra bán một phát 20, đó là phải chấp nhận để chơi công nghệ. Đó là để đồng tiền rơi, đồng tiền rớt như thế này. Nói đùa anh em làm gì? Bởi vì chẳng ai hướng dẫn anh em cả. Người ta chỉ hót ngon hót ngọt để anh em mua cái máy đấy. Sập bẫy và rồi ông về nhà ông có sử dụng được hay không, đó là việc của ông. Bởi vì máy tôi đã giao, có bảo hành, lỗi tôi chịu, tiền thì vào đây nè. Đấy, rồi một anh trai này Tuấn xin phép được giấu tên. Tuấn tặng anh ấy cho một nhóm học ngày 20 này luôn và tặng anh bộ tài liệu bán máy cho thì Tuấn. Tuấn chẳng có gì phải giấu ở trên này cả bởi vì nó chia sẻ đều là thật ở cuộc sống này. Chẳng có gì phải chia sẻ, chẳng có gì phải sợ. Làm ăn mà. Còn thì Tuấn sống được ngày hôm nay thì cái giá của nó trả và đồng thời nó phải bỏ ra thì cực kỳ là phê. Thì hy vọng nó chia sẻ. Tôi chỉ cần nhìn ăn này dạy chiến lược kinh doanh hoặc là cái kia cái. Tôi chỉ cần nhìn sơ quá thì đương nhiên nó sẽ có cái thu hút. Mình thích cái đó thì có cái thu hút, nó sẽ nhấn vào đây ngay. Còn không thích thì mình lướt qua. Đây. Bất kỳ máy nào vậy, anh em mua ở đâu cũng vậy. Đây. Đúng không? Rồi, máy này được mua ngày 24 tháng 4 2021. Chưa được một tháng. Hôm nay mới có ngày 18. Thấy chưa? Rồi, thời gian bảo hành 12 tháng, 1 năm. Ok. Mới kit. Ăn đấy bán cho Đi Tuấn luôn. Bởi vì anh bảo mua về nhà không ai hỗ trợ. Thì thôi. Bởi vì anh thích, anh bỏ tiền ra anh mua. Rồi, bên kia bán máy. Nhưng đồng tiền này nó sẽ rơi. Rơi mất ngày. Đúng chưa? Mới kit. Hôm nay là ngày 18 mà cái này anh mua ngày 24 tháng 4.
Chưa được một tháng. Mua của Đình Tuấn ở đây không phải là ganh ghét ai. Bởi vì anh em mua máy thì anh em phải hiểu, bây giờ có nhiều công ty, ví dụ nhiều công ty bán máy vô lốp, nhiều công ty bán bình nén, khí, người ta bán luôn cả máy chuẩn đoán. Bởi vì có lợi nhuận mà, bởi vì kinh doanh mà. À, rồi người ta cũng quảng cáo anh em mua cái máy vô lốp, tiện thể tôi bán con sờ bát tun. Nhưng người ta mang cái tin hay lắm. Bữa nào nếu anh em nào có dịp ở gặp nhau Hà Nội, tôi sẽ đưa cho anh em một người phụ nữ. Người ta nói anh em phải đổ tiền đây. Đấy. Có một chị gái tôi quen ở Hà Nội, để mà mang cái tin nói tôi đây còn phải ngủ gục ở trên đùi chị đấy cũng có. Rồi ví dụ ở cái cửa hàng chị đấy bán máy vô lốp, bán bình hơi, bán súng ống. Em ơi, công ty của chị không phải riêng gì bán những cái thiết bị máy vô vào lốp và những cái máy mài, bình hơi, nén khí đâu. Chị còn kinh doanh luôn cả hai cái mảng thiết bị máy hot nhất ở trên thị trường, chẳng hạn như vậy. Motosiken và Smart Tool. Thì bây giờ em đầu tư cho cửa hàng em mới mở đúng không? À, đúng rồi chị. Em đầu tư, em chuẩn bị còn khoảng 7 ngày nữa em khai trương. Thế em đầu tư được máy bấy lốp, đúng. Em đầu tư vậy là đúng, một người thợ bây giờ mà cần phải đầu tư. Bởi vì khách hàng bây giờ người ta khôn. Rồi thì bây giờ em mua máy nén khí, máy ngoài tay, rồi súng ống gì. Đấy thì bây giờ thiết bị trên nhà chị cũng bán hai này. Thì người thợ sẽ bảo một câu, em cứ tưởng ở đây chị lại không có bán máy. Không bán máy, có hết chứ chị, có hết chứ chú. Chị kinh doanh là đủ hết mặt hàng. Vậy chị cho em xem nào. Đây chú, do lúc nãy anh chị chưa mời chú đi vào trong cái khu trưng bày máy. Rồi, mô tô can táp, sở mát tun, mô tô xỉ ken, mô tô bốc. Chú ở đây mở cửa hàng, bây giờ chú có mở to không? À, chú có nhiều nhân viên không? Nhiều nhân viên chú phải xài con táp, quét. Rồi, tay nó phải sạch như thế này này, mới quét. Thì chị đấy, chị sẽ tư vấn một hồi, thì đương nhiên anh em mình đã mua nhiều rồi, thì cái máy mua luôn. Đúng không ạ? Nhưng mua của đồ chị ấy rồi, cái gì cũng dùng ok hết. Còn mua cái máy chẳng biết cái gì cả. Cứ đọc ba quyển catalog. Catalog thì in mờ tít, chữ đọc, chữ nhắm, chữ mắt. Nguyên đi kiểm tra dàn cáp của nó không mở hết mắt. Khung ham, gửi hàng cho ăn chưa? Anh comment lại cho Facebook giùm em, tí em kiểm tra lại nha anh trai. Mắt nhắm mắt mở đi kiểm tra cái cáp để kết nối với cái máy và đọc hết tất cả catalog. Vỗ đầu, đau quá. Sao không hiểu lại mở cái tút. Rồi điện thoại thì chẳng biết dùng Facebook. Con ơi, mẹ mày ơi, gõ cho bố tút. Video sử dụng Motocan hoặc là Smart Tool. Vô trong cái coi thắng đọc hoa hết cả mắt. Chẳng biết cái gì. Chán, xong mang bán Đình Tuấn. Đó là chuyện bình thường. Còn anh em mua máy ở đây không phải mua máy ở đâu, anh em cứ lựa chọn. Cảm thấy chỗ nào tư vấn anh em tốt, hỗ trợ anh em tốt anh em mua. Chứ không phải Tuấn nói ra thế này mà Tuấn chê bai mấy người khác. Đây là câu chuyện có thật. Thật đây luôn này. Anh ấy chuyển phát nhanh cho Đình Tuấn gần 200 ngàn tiền cước, chắc chỉ có một ngày hai ngày về đây bởi vì nó chạy máy bay. Tuấn live stream cho anh em luôn, cái máy còn mới kit. Nhưng cái máy đấy Tuấn bảo bán máy mới. Anh em làm sao biết? Nhưng thằng Tuấn này sống nó phải chất. Cũ thì nói cũ. Còn hôm nay thì Tuấn mà bảo không live stream cái máy này, tôi bảo máy mới bớt cho anh em 2-3 triệu, anh em sập bẫy tôi ngay. Nhưng riêng với Đình Tuấn này, để lấy anh em khó khăn, nghèo 1-2 triệu chân lật, mẹ chẳng giàu đâu. Nói thật, không giàu đâu. Nên tôi nói bảo con này cũ, mới mua khoảng 3 tuần. Tôi mua giá như vậy, đương nhiên tôi bỏ mười mấy triệu. Tôi phải là kinh doanh, phải có lợi nhuận 500 hoặc là triệu gì đấy. Đúng không? Thì tôi sẽ là một người hướng dẫn cho anh em. Hoặc tôi có lợi nhuận 2 triệu, tôi phải tặng anh em bộ tài liệu nhóm học. Tôi phải nói khản cổ từ bấy giờ. Ví dụ 1 giờ lẻ 4 phút,
Có bao nhiêu người đồng tình với tôi? Nếu tôi nói sai thì anh em bảo Tuấn ơi nói lại, còn đúng cho tôi cái comment. Đúng không? Đúng cho tôi cái comment. Sai thì anh em cứ bảo Tuấn ơi, Tuấn đang sai ở vấn đề này, Tuấn phải cần sửa sai ở đây, Tuấn nói lại để cho anh em dễ hiểu, thì ok ngay. Nhưng tất cả nó đều là cái comment lịch sự. Cảm ơn anh Thanh Nguyên. Những anh em khác có đồng tình không? Thì 17 ngày nữa tôi phải chia tay anh em. Tôi cũng rất buồn, bởi vì tôi không chia sẻ được cái thật. Và có rất nhiều người anh em lại thích tôi, bởi vì tôi chia sẻ văn bận, nó xử lý quá nhanh. Rồi. Được không ạ? Rồi, cảm ơn. Tôi nói tẹt hết bất kỳ một người nào có một chuyên gia tầm cỡ sản xuất ra máy Việt Nam để nói chuyện với Điền Tuấn chưa chắc đã ăn. Tuy người ta học thức cao hơn một tí thôi, nhiều người có cái bằng sư phạm thôi, nhưng chưa chắc đã ăn được. Khi mà để nói tiền thì người ta có thể nhiều gấp vạn, gấp ngàn lần Điền Tuấn, bởi vì người ta chạy trước. Người ta lớn, nhiều ăn lớn, người ta chạy trước. Thì người ta có thời thì tiến vào nhiều, tiến nhiều, tiến được nhiều lúa, nhiều bác, tiến được nhiều tiền, đúng không? Nhưng Điền Tuấn chạy sau, chưa chắc đã thất thủ, chưa chắc đã thất bại. Nếu cái đà này cứ chạy, cái đà này Tuấn cứ làm thoải mái cho anh em tin tưởng, thì sau này nó sẽ có rất nhiều cái hay cho anh em kế tiếp cái nghề sửa xe. Rồi, cái này Tuấn tiếp tục góp ý cho tất cả những công ty đang sản xuất máy. Bước thứ 3, tạm thời ở đây. Cái này là cho tất cả những hãng máy cần phải lưu ý. Nếm thêm cho anh em thợ máy tí. Rồi, phần thứ 3 tạm thời để đây. Để chúng ta chuyển qua phần thứ 4. Bất kỳ một công ty nào sản xuất máy cũng vậy, ba hãng ở trên Việt Nam. Thì hy vọng những công ty Tuấn chỉ có góp ý thôi. Công ty chịu khó sản xuất ra cái rác này rồi thì chúng ta tiếc gì làm mấy cái tăm nhọn. Để tránh tình trạng anh em hàn vào những bo mặt này nó rất nguy hiểm. Đúng không ạ? Chúng ta hãy đầu tư thêm mấy cái tăm nhọn. Về nhà anh em khỏi phải làm. Đó. Rồi, ok. Cái này là cái cá nhân của Điền Tuấn chia sẻ cho tất cả hãng máy. Tuấn đang mô phỏng một cọc cáp này. Làm thêm vài tăm nhọn. Ok. Để những anh em thợ về nhà đọc kỹ, người ta chỉ cần cắm thôi. Người ta không cần phải hàn. Bởi vì ngày xưa Tuấn cũng giấu nghề lắm. Tuấn nói thật. Bây giờ thì Tuấn mới mở nghề. Ngày xưa tại sao anh em làm chiếc SU nhiều quá? Do anh em hàn. Do anh em hàn thì nó mới chết nhiều, bởi vì tay nó run, nó lập cập, không biết thì nó chết nhiều. Đó. Rồi thì lỡ thì nhiều anh em đã mua máy nào mà chưa có, cái này là Tuấn chỉ có góp ý cho tất cả những công ty sản xuất máy làm theo mới kim nhọn, đừng để anh em hàn, cắm vào nó an toàn hơn. Chúc anh em nào chưa có thì làm và công ty xử lý lại dùng. Kế tiếp. Rồi tư duy ở đây tiếp tục là con người. Tại sao một người làm được và những anh em khác làm không được? Còn anh em có tiền thì mua cái cáp này đa năng. Được chưa? Chúng ta có tiền, chúng ta muốn nhẹ cho cái đầu thì chúng ta mua cái cáp đa năng. Còn không có, các bạn làm như Điền Tuấn. Cắm một phát ăn ngay bất kỳ dòng xe nào. Được chưa? Honda cắm bitch. Piaggio cắm bitch. Yamaha cắm bitch. Thì chúng ta cũng thể làm được, mà tại sao chúng ta lại không tư duy nên chúng ta thất bại? Bởi vì đơn giản cái cọng cáp đa năng này thôi anh em làm không được. Kế tiếp sẽ chia sẻ tiếp. Đó. Còn anh em nào có tiền thì Tuấn chia sẻ luôn, mua cái cọng này có vài trăm. Còn không anh em làm cái này, người ta làm được mình cũng làm cũng được, bởi vì cái này nó không phải là cái mặt điện tử. Được chưa? Ai bảo cái này thô, tôi không thích mua, tôi làm cho nó rẻ thì tôi làm thế này.
Đó, mất chết chóc gì đâu. Đó là một cái tư duy anh em thợ mình phải cố gắng đi lên. Rồi tiếp tục, Tuấn chia sẻ tiếp tục. Anh em lại để tiền rơi, như bản thân thì Tuấn đây cũng vậy. Không nói ai xa, mất công anh em phải mất lòng. Anh em cái nghề phun xăng điện tử này làm chưa giỏi. Trong ý định của anh em muốn leo lên một bậc nữa là LED đồng hồ turbo IC. Cái sửa xe phun xăng điện tử anh em làm chưa được mà trong đầu anh em lại cứ ào 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 đi học sửa cái LED, cái đồng hồ, những cái cục IC, những cái con mưu. Học trong vòng có vài bữa cho tới một tuần hoặc là cho nửa tháng đi, đố anh em nào làm thành công nếu là một người bình thường thợ sửa xe. Để mà học chuyên sâu cho anh em học tới 15 ngày luôn, nhưng ở Việt Nam này không có ai dạy tới 15 ngày như vậy cả. Đố anh em nào thành công, tôi dám khẳng định một câu luôn, trừ khi một người nào phập phè người ta biết rồi, người ta sửa phọt phẹt ở nhà, người ta hiểu những con linh kiện đó người ta mới học. Còn các bạn về nhà chỉ có phá là chủ yếu. Anh em cần gì phải nhau nhau, phun xăng điện tử cứ làm tốt đi, FI làm tốt đi, nồi niêu xoong chảo làm tốt đi là cái mảng lấy được tiền tiền hết con xe. Và làm ID cho tốt đi. Cái đó, ba những cái hạng mục lật phạt trên con xe này các bạn làm chưa thành công, nhưng các bạn lại để ở trên mạng người ta rủ rê đi học ở cái đấy đó. Các bạn tưởng dễ sửa IC hả? Các bạn tưởng cái đầu này dễ vào sửa được con IC hay sao? Nó phê lắm đấy, đừng có rơi vào điện tử. Đôi mắt của các bạn phải căng đét, ở trạng thái lúc nào phải là tỉnh táo, không thể nào lơ tơ mơ được. Lơ tơ mơ thì đương nhiên những cái mặt điện tử nó hằn các bạn ra bả. Và đồng thời các bạn bị ăn hằn ngay là đền đấy, từ đền. Bởi vì các bạn làm phun xăng điện tử chưa tới, tầm của các bạn chưa đủ. Bởi vì trong đầu các bạn còn vẫn suy nghĩ điện tử này nhồi vào đây, những cái xe phun xăng điện tử nó vẫn phải nhồi vào trong bộ não, rồi các bạn lại nhồi thêm cái kia nữa thì nó rất đau. Thà anh em giỏi về phun xăng điện tử, chúng ta muốn đi một bậc nữa về điện tử thì nó mới gọi là dễ. Nên hy vọng đồng tiền đừng để rơi. Người ta chuyên sửa cái đấy cứ để người ta sửa đi. Năm thở mười thì nửa tháng một tháng các bạn mới gặp được phát. Các bạn lại vào chọt, các bạn lại vào đo, các bạn lại vào nghé thì chúng ta thất thủ. Rồi còn anh em nào có nhã hứng cứ đi học. Đây là mình chia sẻ thôi. Có rất nhiều người học về nhà vứt, mua máy nọ máy kia khò rồi nhấc đủ các kiểu cả. Nhưng một tháng các bạn kiếm được 500 không? Một tháng các bạn kiếm được 1 triệu không? Để cho bộ não của các bạn tổn thương không? Đừng vì những cái lời ngon ngọt ở trên cộng đồng này lại đổ tiền đi học. Về nhà các bạn nhét quá nhiều, các bạn lại suy nghĩ FI ban bận LED turbo đồng hồ. Mẹ cái giới mà sửa điện tử này đi học trong vòng nửa tháng tới một tháng, Việt Nam thì chẳng có thằng nào dạy một tháng cả, nửa tháng hay một tuần 10 ngày. Mà để các bạn hiểu được những cái bo mặt điện tử thì Việt Nam phải là vài ngàn người, với chỉ có một người siêu nhân đi học mới đưa vào cái đầu được. Lưu ý những con điện tử rất mệt đấy. Và đặc biệt học giỏi rồi, tay hàn của các bạn chưa đỉnh, các bạn hàn chưa ngấu những con linh kiện điện tử thì về nhà cũng bỏ không. Bởi vì những con linh kiện hoặc là nhiều cái con mà nó nằm ngay ở, ví dụ như turbo SH ý đi, nó nằm ngay ở cái cục máy thì đương nhiên anh em biết là nhiệt độ nó nóng cỡ nào nó sẽ bốc lên, và những con điện tử linh kiện đúng không ạ, điện trở, nó sẽ bị già nua đi và những cái mối hàn nó không còn được tốt. Tay hàn các bạn mới cái đụng cái các bạn nghe thấy nó dính dính là ok rồi, nó nổ máy phịch phịch ngay ở trước mắt đấy là ok rồi, anh em bảo lượm được tiền rồi. Nhưng anh em không nghĩ được là ngày mai, ngày kia nửa tháng sau khách quay lại nó hàn cho há mồm. Hoặc lỡ may khách hàng không quay được tiệm cửa hàng bạn, đi cửa hàng nó chuyên môn nó sửa, nó mở ra nó chỉ cần phủa phải hai câu thì như khách hàng người ta nghĩ đồng tiền người ta bỏ qua,
quá lớn ấy, bỏ ra quá lớn. Người ta về gặp các bạn, người ta chửi ra bả. Nên tay nghề mình chỉ có ở vấn đề đấy, luyện cho nó giỏi FP đi, rồi chúng ta nâng thêm một bậc thì nó vào cực nhanh. Đó, được chưa? Đó vấn đề Tuấn chia sẻ kế tiếp. Có anh em nào cảm thấy đúng thì anh em ok, còn tiền là của anh em mà, thì Tuấn đâu có cho được. Đấy. Bước thứ tư. Chết rồi, đang bấm lung tung ở đâu rồi. Nói sâu thêm một chút xíu về công ty tìm đối tác. Công ty tìm đối tác, đối tác tìm sản phẩm, bởi vì nó là công nghệ. Được chưa? Công nghệ nó làm sao phải tiến cho nó nhanh. Chứ không thể nào đối tác đi tìm công ty này được. Công ty phải đi tìm đối tác để comment, nhắn tin. Đối tác này đang hot, giới thiệu bán sản phẩm cho đối tác. Và đối tác phải đi tìm sản phẩm này nó có hot không. Nếu sản phẩm này không hot, bán làm sao mà chạy. Bán không chạy thì làm sao có doanh thu. Không có doanh thu thì làm sao có lúa để nhét vào trong túi. Đó là quy luật. Được không ạ? Kết quả sẽ là cuối cùng. Ok. Đó. Được không ạ? Công ty nhắc lại tìm đối tác, bởi vì đối tác này đang hot. Nhắn vài tin nhắn, tiếp tục sẽ đưa đối tác này vào trong tập tay. Rồi, nhiều đối tác tỉ mỉ phải đi tìm tới sản phẩm. Sản phẩm nào trên thị trường này đang hot để mang lại yếu tố kiếm được nhiều lúa cho anh em thợ, thì đối tác này sẽ đi tìm tới sản phẩm. Rồi, ok. Rồi, anh em thợ máy theo dõi rất nhiều những bậc thầy, những nhà đại lý ở trên Việt Nam này. Coi đại lý nào tốt, coi thầy nào nhiệt tình, thì đương nhiên anh em thợ máy khôn lắm chỉ cho luôn. Chẳng có anh em thợ máy nào ngu cả đâu. Không ai có từ ngu ở đây cả. Kể cả thợ, công ty, đối tác, tất cả nó sẽ là một cái vòng tròn gặp nhau hết. Đúng không? Đấy, ông công ty phải đi tìm thằng đối tác phải đi tìm sản phẩm, và cuối cùng là anh em thợ. Không phải tay ga Đình Tuấn này nó mới quăng một cái clip lên trên mạng giới thiệu sản phẩm này mà anh em bỏ tiền ra mua. Anh em phải xem rất nhiều, phải coi rất nhiều clip video để coi người này hướng dẫn có dễ hiểu hay không. So đo tính toán máy, chẩn đoán có hỗ trợ nhiệt tình hay là không. Không đâu phải là phịt phát anh em thả phát mười mấy triệu mua cái máy về bấm tít tít chơi được. Đó là dính bẫy ngay. Đó là chuột đã rơi vào bẫy thì phải chết. Đó là chuột rơi vào bẫy là chết. Và đồng thời máy về nhà không biết sử dụng, chán nản, mang đi bán. Ok, để tìm người nào ok nhất để mình chọn, kể cả lỗ, để về nhà mình sử dụng được thiết bị máy đó. Đó là mục số 4. Đây, phải đi tìm cái ông nào hướng dẫn tốt con motor scan, phải đi tìm ông nào hướng dẫn tốt smart tool, và đặc biệt nó phải có ưu đãi không, tặng cái gì, và phải hỏi tư vấn rằng cái con smart tool này nó làm được cái gì. Công suất của nó có như thế nào? Có giúp được anh em thợ nhanh kiếm được cái tờ polymer vào túi không? Và ông motosiken này có cái gì hay? Và cuối cùng, ông bốc ở giữa có cái gì tốt để hỗ trợ ông can? Nó đi rất nhiều nguyên nhân ở vấn đề như vậy cho anh em thợ. Chứ
Chứ không phải là phịch một phát anh em mua dính cặp này, dính con này, về nhà không ai hướng dẫn, rồi bán rẻ con này, đổi lấy con này, rồi bán rẻ con này, lại đổi con này, cuối cùng nó lại đổi qua, đổi lại. Bởi vì không có ai hướng dẫn. Đúng chưa? Đó là vấn đề thứ tư Tuấn muốn nói nhanh qua chút xíu, bởi vì bây giờ là 1:20 kết thúc. Còn hai cái máy này, bữa nào Tuấn sẽ live stream sử dụng từng chức năng hoạt động của nó cho anh em. Tờ lịch thứ 5 tiếp tục lại nhắc sâu về vấn đề ở đây. Tại sao? Từ bấy cứ nhắc đi nhắc lại, anh em đừng để tiền rơi. Cuộc sống kết quả vì hai chữ đồng tiền. Chơi là phải chuẩn, được không? Đừng chơi mà để sập bẫy. Đừng mua tất cả, đừng nghe bất kỳ một linh kiện gì, bi côn, bi yếc gì hay cái gì vân vân, nó liên quan tới cái nghề sửa xe. Phải chọn đúng mục tiêu để đồng tiền nó rơi đúng vị trí. Kết quả nó chỉ là như thế này, cho cả nhà biết. Đó. Thế nào là ok, thế nào là không ok. Và trên đời này không có cái gì là cái tồn tại cả. Chưa kể người đi sau mà người ta không thông minh bằng người đi trước. Và ngược lại, nó phải chạy theo công nghệ. Nó phải chạy theo công nghệ như hai con máy này. Chạy. Phải thi nhau chạy và đổ phần mềm trong này. Cứ cái ông này chậm hơn ông này một tí thì ông này sẽ chạy tốt. Mà ông này chậm hơn ông này tí thì ông này lại chạy tốt. Còn hai ông này muốn chạy tốt thì yếu tố phải là người bán sản phẩm. Ví dụ như Đình Tuấn. Được chưa? Nó ví dụ như vậy. Bởi vì người thợ, người ta tin cái người bán sản phẩm thiết bị máy nói con này tốt sử dụng như thế này, con này tốt sử dụng như thế này. Thì nên anh em phải để đầu tiền rơi đúng cái lỗ. Hỏi gọi nhà tư vấn nhiệt tình. Anh ơi, con này có chức năng gì? Con này giá bao nhiêu? Con này giá bao nhiêu? Con táp có giá bao nhiêu? Nó sử dụng được như thế nào? Và cần phải sử dụng vào mục đích gì? Cho anh em. Đó mới gọi là yếu tố đồng tiền phải rơi đúng chỗ. Được không? Tôi chúc anh em trong tương lai, anh em kiếm tiền trong ngành sửa xe máy này có được, thì anh em bệ luôn hai con này. Bởi vì con nào nó cũng có sức mạnh riêng của nó. Cho anh em. Nên trong tương lai những anh em nào có tiền nhiều phải sử dụng tới hai con. Thì nó mới có cảm giác là đã. Còn một con chưa đủ đá đâu. Ai bảo một con máy sử dụng đã phê, chưa chắc. Phải có hai con, thế nó bị nặng tiền cho anh em. Tôi ở đây không khuyến cáo những anh em nghèo mua hai máy. Tôi chỉ muốn mong rằng anh em kiếm được nhiều tiền. Con máy này mua một phát trong vòng 2 ngày sửa xe có. Con này sửa xe 2 ngày kiếm được con này. Thì hai con này trong vòng 5 ngày anh em mua được nó. Hoặc là 10 ngày. Tôi chúc anh em làm được điều đấy trong ngày sớm nhất. Được chưa? Hay là chậm nhất 10 ngày anh em mua được hai con này. Trừ tất cả chi phí ăn tiêu, dư được hai con này về trong vòng 10 ngày. Có rất nhiều người có khả năng có. Một ngày người ta mua được một con này cũng có. Mua con này ngay. Có. Và nhiều người có thể kiếm tiền một ngày mua được hai con này trong vòng tích tắc. Ở anh em trong này live stream có. Ví dụ như tôi chẳng hạn như vậy. Một ngày có thể tôi mua tới hai con này trong vòng khoảng 20 phút. Nếu tôi và đối tác của tôi giao dịch thành công, thì tích tắc tôi đặt chữ ký, hai con máy này nó về trong tay tôi cực nhanh. Và lọng quạng luôn cả ba con này chẳng hạn như vậy. Tôi lừa luôn cả ba con. Đó. Thì chúng ta về nhà chúng ta sử dụng máy phê.
Còn bây giờ trên mạng thì ông này chê ông này, ông này chê ông này. Cứ thằng này chê thằng này, thằng này chê thằng này như kiểu thợ vậy. Bảo thằng này tay nghề yếu, thằng này lại chê thằng này yếu. À, ok. Tất cả tôi sẽ hướng dẫn anh em trong một cái vòng lập kín. Anh em nào cần thật sự chia sẻ, muốn tư vấn nhiệt tình, anh em gọi cho tôi. Hoặc đồng thời Zalo, hoặc đồng thời Facebook. Những tin nhắn chờ, tôi có thể đọc và từ từ tư vấn anh em. Buổi tối hôm nay tôi kết thúc 5 hạng mục cho anh em. Tới đây xin phép được kết thúc. Với 1 giờ live liên tục không uống một giọt nước nào, đó là một cái điều không tốt cho tôi. 1 giờ live gần 30 phút thì đương nhiên tôi không có giọt nước nào thì nó ảnh hưởng sức khỏe tôi. Còn các bạn vẫn bình thường. Đó là do tôi ngu chẳng hạn như vậy. Ok, bởi vì tôi không biết lo cho cơ thể của tôi, mà tôi chỉ cần biết tôi hướng dẫn cho anh em. Bởi vì đó là cái niềm đam mê của tôi. Tôi muốn làm luôn liên tục cho anh em không bị gián đoạn. Còn ngày mai tôi đau thì tôi viết lên một cái comment đang ở cái bệnh viện thì anh em hỏi thăm han của tôi, Tuấn lại bị gì rồi, tôi chỉ cần cảm ơn. Còn chẳng có ai cho tiền tôi đi khám bệnh cả, đó là quy luật. Kể cả công ty, tôi nói trắng ở đây luôn, đúng không ạ? Cứ miễn sao tôi chạy được sản phẩm cho công ty, công ty có lợi nhuận, còn tôi có lợi hay ít, đó là ở cái tấm lòng của tôi. Rồi, còn công ty cứ như vậy xuất, rồi hết máy thì tôi phải nổ tài khoản. Tôi không có tiền ở trong tài khoản thì tôi phải đi vay, được không? Đó, ôm đi Tuấn, mày bán được hay không? Đó là việc của mày. Ok, nhưng đó là phải có bản lĩnh để chúng ta chơi. Và kế tiếp ở bàn của tôi chỉ luôn có một cọc cáp mở tua. Cáp vừa rồi lỗi nhiều quá, tôi đặt ít cáp này mở tua. Thì cáp này có vẻ là ngon hơn. Tất cả cáp này nó đều là hồi cẩm đào Trung Quốc sản xuất hết. Ở Việt Nam này chẳng có thằng nào sản xuất ra cái linh kiện cả, kể cả thiết bị máy này luôn. Nói có tem ở trên Việt Nam này, tất cả linh kiện đều phải lấy từ bên Trung Quốc. Và cọng cáp này anh em mua nó hư thì chúng ta phải chịu lâu lâu, đúng không ạ? Bởi vì cái này Trung Quốc xin sẻng xịt sẵn trùng nàng này, nó ra trước mắt nó xài được thì phải chấp nhận, bởi vì nó có vài trăm đó. Còn cọng cáp này bữa nay tôi đổi cọng cáp khác, mới mở tour mới nhập ở bên China, đúng không ạ? Hy vọng anh em thông cảm. Đây, cáp này có thể ok. Mở tour trên laptop. Rồi, tôi cảm ơn tất cả anh em. Tài liệu tôi đặt 50 cuốn mà anh em ủng hộ gần hết. Rồi, cảm ơn. Tài liệu nó còn có chừng này. Anh em ủng hộ tài liệu của tôi rất nhiều. Bởi vì tôi bán chỉ có 350 nhá. Bao ship là 400. Hy vọng những quyển tài liệu nhỏ nhoi này lên trên tay của anh em, anh em đọc, anh em mang về được nhiều kiến thức trong cuộc sống và cái ngành sửa xe máy. Dầu nhớt cực khổ, lưng đau, chân tê, mắt mỏi, xe hằn. Hy vọng anh em đọc để anh em thành công. Rồi, clip video đến đây xin phép được tạm dừng. Chúc toàn thể anh em thợ máy trên toàn quốc Việt Nam sức khỏe, ngày mai ngủ dậy có thật nhiều khách vào để có được nhiều tiền. Xin chào.